tắm trước nè, rồi có gì khi nào ấy xong rồi con kêu cô tắm nhanh. Kính lạy chính phương trời nội phương chư Phật, để tôi kính lạy hoàng thiên hậu thổ cho vị công thần, để tôi kính lạy quan tấn vương hành thiển họ tinh thiên heo hành binh chi thần hứa tạo phán quan, để tôi kính lạy quan thần đất quan thần gò, để tôi kính lạy các công thần bản xứ, để tôi kính lạy kính thần đông chầu tư mệnh táo phủ thần quân, để tôi kính lạy quan đại sứ long thần thổ thần cùng tất cả các thần linh cai quản ở trong khu vực này, vái thần linh địa chủ ông chủ đất và bà chủ đất. Hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2002 âm lịch, nhằm ngày 12 tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần, tính chủ của con là Phạm Thị Xuân Hồng, ngụ tại địa chỉ 76B Vạn Ngũ Lão, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ dân cúng bày lên trên án trước bản tọa cho vị công thần kính cẩn tấu trình. Gia chủ con là chủ của mảnh đất bao gồm thửa đất số 12, 20, 37, địa chỉ Bôn Tà Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông. Vì thay đổi nơi sinh sống và làm việc chứ không vì đất lành hay dữ, nên xin các quan thần linh và gia tiên họ Phạm phù hộ cho gia chủ được bán mảnh đất này. Cầu xin các vị thương xót cho tín chủ và bấy lâu nay muốn bán mảnh đất này mà không thể nào bán cho nhanh được. Thành ra chúng con không biết bạn nhận lỗi gì trong gia trạch, cầu mong bán nhanh mảnh đất này theo số tiền khoảng 12 tỷ đồng để có tài chính mà xây sở kinh tế trong gia đình. Vậy con thay mặt gia chủ kính xin các vị về đây hưởng thụ lòng thành và chứng giám lời cầu khẩn của con về gia đình. Độ mệnh cho gia chủ được sở nguyện tòng tâm, cúi xin các vị chứng giám lòng thành, dán khó lên sàn thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con lộc tài vượng tiến gia đạo hưng long. Chúng con xin tiếp tài tiếp lộc tiếp ngân tiếp xuyến, tiếp lộc buôn bán làm cho gia trạch gia chung luôn được bình an khỏe mạnh. Tín chủ con lại mời các quan